Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh xe đạp Nhật Cần Thơ. Hôm nay mình quay video này giới thiệu với các bạn một con xe touring thương hiệu của Mỹ. Thương hiệu Pison. Con này thì con xe này cái sườn nhôm, sơn zin, độ mới thì khoảng trên 90%. Xe rất mới, lát mình sẽ quay cận cảnh thì các bạn sẽ biết. Size xe là size M nhé, size 50. Xe 50 thì nó sẽ phù hợp từ chiều cao khoảng 1m68 trở lên. 1m7 trở lên ấy, 1m68, 1m7 là đều chạy được. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh từng chi tiết để mọi người cùng xem. Đây ạ, size đây ạ. Size 50 ạ. Đây cái dàn đầu nhôm đây, sáng bóng luôn. Cái vết này là vết tem nó dán này. Đây, đây, bộ đầu của nó rất hoành tráng đây ạ. À, mới hay không là các bạn cứ nhìn cái tem này các bạn biết ở đây. Đấy. Tem của nó này. Đó, đây này. Nước sơn này, cái logo của nó là nhìn đấy này. Như xuất xưởng luôn. Đùm của nó đó, đây sơn đây. Long lanh, chỉ biết nói long lanh thôi. Đó, đây. Không thể mới hơn được đâu, sẽ bại không thể mới hơn được đâu. Nó có chảy, không đáng kể, nó chảy như kiểu là bằng cái đầu tăm mà. Đó, đây. Bãi Nhật đây, tem Nhật đây. Đây, nó chảy mấy cái chỗ bằng cái đầu tăm. Vỏ đĩa đây, long lanh. À. Đây. Líp mới tinh luôn. Đây, vỏ đây. Cặp vỏ zin của nó đầu trọc luôn. Đó, đùm. Xe rất đẹp. Chung là cực chất luôn. Đây, mình lùi cái máy đây này. Cái dáng con Pison này rất đẹp nhá. Con Pison sườn trên hơi cong lên, nhìn cái thế xe rất đẹp. Đấy. Giờ, về cái phần hình ảnh thì mình quay mọi người xem rồi. Bây giờ mình như thường lệ thì mình sẽ quay test. Thì vấn đề thì đẹp rồi, nhưng mà cái bây giờ xem cái bộ chuyển động của nó chạy có ok không, có ngon không. Đó. Đây, mình sẽ quay cái bộ chuyển động cho mọi người xem. Zoom lại gần cho nó, các bạn sẽ thấy nó lên líp như thế nào này. Đây, càng gần càng tốt. Kéo lên tí này. Đó. Đây. Quay cuộn cảnh luôn nhé. Một này. Đây. Đó. Xuống nha. Các bạn nghe cách kéo lần xuống rồi đó. Tôi lên nhanh này. Các bạn theo. Đó là lít. Đĩa đây. Đĩa thì hiện giờ là như mọi người thấy nhé, nó đang ở cái đĩa số 2 nhé, đĩa số 1 đây. Nó nằm trong cái cặp te này, đĩa số 1, số 2, số 3. Bây giờ mình sẽ về đĩa số 3. Ok. Xuống đĩa số 3 này này, mình lên đĩa số 2 nhé. Chỉ nghe tiếng tách đã lên thôi, đĩa trên cùng này. Ok.
số 2, số 3, lên lại số 2, lên số 1. Đó. Cực chất, nói chung là xe thì mới đẹp, bộ đề thì chất. Trăm nghe không bằng một thấy. Đó, thì các bạn đã nhìn thấy cái mình test mình ấy rồi đó. Còn bây giờ mình sẽ chạy trớn nhé. Chạy ngon rồi nhưng mình xem là trớn nó thế nào. Đây. Tyson, thương hiệu của Mỹ, xuất thị trường Nhật. Đó, xe cực chất luôn. Hôm qua mình về được 6 con. Sáng nay bán trên Zalo 2 con rồi. Giờ là con này con thứ 3. 6 con thì có một con MTB nhé. Đó, đây này, các bạn nhìn lại con xe này đi. Cực chất luôn. Hàng bãi thì đến thế này thôi chứ không hơn được đâu. Rồi, ok. Các bạn vừa xem mình giới thiệu xong về cái hình ảnh của xe, cấu hình cũng như đã test bộ chuyển động, test trớn. Sau khi quay xe xong rồi, nếu các bạn mà muốn xuống tiền mua con xe này thì vui lòng liên hệ số 0939086797. Đó, mình thì ở thành phố Cần Thơ, mình ship hàng toàn quốc. Nhà mình thì ở đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đấy. Các bạn mà vô tình cờ lướt trên YouTube mà xem được cái video này, nếu thấy thích, thấy video bổ ích thì hãy vui lòng đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để theo dõi các cái video mới nhất. Bởi vì các bạn mà đăng ký nhưng không nhấn chuông thì khi shop đăng video lên thì YouTube nó sẽ không thông báo cho các bạn đâu. Thì các bạn có người thân, người quen, bạn bè mà có nhu cầu mua xe bãi Nhật, hàng chất lượng, giá cả hợp lý thì hãy vui lòng giới thiệu video này cũng như cái kênh xe đạp Nhật Cần Thơ cho người thân và bạn bè của mình cùng được biết. Còn bây giờ mình xin dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp.